Rồi, xin chào tất cả các anh em đang quay lại kênh YouTube của mình. Thì ở video lần này một cái chủ đề dành cho tất cả các anh em nhà giàu là khi chúng ta mua xe, chúng ta nên chọn xe cầu giàu hay là cầu lát ha. Thì cái cầu giàu á là cái cầu như thế này, nghĩa là cái bán trục này nó sử dụng bằng dầu ha. Đấy, còn cầu lát là cái cầu như thế này các anh em. Đây, đây là cầu lát này nghe các anh em. Đấy. Cầu lát có nghĩa là bên trong này nó không có hệ bánh răng hành tinh và nó chỉ có là hai cái bật đoạn và trục lát, chúng ta sẽ nối với cái mè đó như thế này luôn đó. Đây được gọi là cầu lát ha. Cái nội dung ở video lần này thì mình sẽ nói là cái nên mình nên chọn cầu dầu hay là cầu lát đó. Và khi mà chúng ta bảo dưỡng cầu dầu thì chúng ta lưu ý những cái vấn đề gì ở hai cái nội dung này sẽ phù hợp cho tất cả các anh em là lái xe và tất cả các anh em là chủ xe ha. Thì để nói về cái vấn đề cầu dầu và cầu lát thì các anh em mình phải biết được rằng là chúng ta phải so sánh một cái xe nó ở cùng cái mô men xoắn và cùng công suất. Ví dụ cái xe Hovo này là xe Hovo 336 mã lực ha, và xe Deo Bang này là xe 340 mã lực, thì coi như là về mặt công suất là nó như nhau ha. Nhưng mà các anh em mình muốn chọn cái xe mà muốn leo dốc thì các anh em phải chọn cái xe mà có mô men xoắn lớn hơn ha. Đấy, nếu mà các anh em mình chọn cái công suất á, như chạy đường trường á ha, thì các anh em mình nên chọn cái xe nào mà có mô men xoắn nhỏ hơn thì nó sẽ ok ha. Đấy, nó dễ hiểu là các anh em mình cứ cái xe nào các anh em mình muốn chạy đèo dốc thì các anh em mình nên chọn xe cái động cơ có mô men xoắn lớn hơn và hệ thống truyền động của nó có cầu dầu là ok ha. Ví dụ như cái xe này có mô men xoắn tương tự cái xe Deo Bang này, nhưng mà cái xe bên này nó sẽ leo dốc khỏe hơn, tại vì nó có hệ bánh răng hành tinh bên ngoài này, nó sẽ tăng cái tỷ số truyền lên và xe chúng ta sẽ leo dốc ok hơn ha. Đó là vì sao mà chúng ta nên chọn cái xe mà có cầu dầu, tùy thuộc vào cái mục đích của chúng ta ha. Muốn leo dốc thì nên chọn xe có mô men xoắn lớn ha. Còn muốn xe chạy đường trường thoát nhanh thì chúng ta nên chọn xe có trục lát có mô men xoắn nhỏ ha. Ví dụ như xe này là có mô men xoắn nhỏ này, đấy, phù hợp cho xe mà chúng ta chạy ở đường trường thôi. Còn xe này, nếu mà xe Deo này và các anh em mình đi so sánh việc nó leo dốc thì nó sẽ đuối hơn anh này ha. Đó, cho nên các anh em mình biết về cái cấp độ số thì tương đương với nhau, nhưng mà do là cái thằng cầu lát này này nó có hệ bánh răng hành tinh ngoài này, dẫn đến là nó được tăng cái tỷ số truyền lên ha. Tăng tỷ số truyền lên thì dẫn đến là xe chúng ta leo dốc rất là khỏe. Đó, đó là ưu điểm và nhược điểm khi mà các anh em mình chọn mua xe ha. Chốt lại câu chuyện là các anh em mình muốn xe leo dốc tốt thì chúng ta chọn mô men xoắn lớn ha. Còn các anh em mình muốn chọn xe mà chạy đường trường ok thì các anh em mình chọn công suất lớn ha. Tính với câu chuyện nội dung thứ hai, đó là chúng ta bảo dưỡng cầu dầu này như thế nào là ok. Về thời gian bảo dưỡng thì các anh em mình hãy một năm chúng ta bảo dưỡng định kỳ một lần, hoặc là 100.000 km chúng ta bảo dưỡng một lần. Đấy, các anh em mình có điều kiện thì con bảo dưỡng nhiều còn tốt, không vấn đề gì hết ha. Chúng ta bảo dưỡng còn nhiều còn ok ha. Còn cái kỹ thuật bảo dưỡng thì như thế này, các anh em mình hãy xoay cái mè này này nó xuống như này về vị trí cuối ha. Cái này các anh em mình quay về vị trí cuối này ha, rồi bắt đầu chúng ta tháo nhớt ra, tháo cái này ra để nó thông hơi, nó chạy hết nhớt ra bên trong, rồi sau đó chúng ta đổ nhớt vào. Muốn đổ nhớt vào thì đúng ra là nó phải như thế này các anh em, đúng tiêu chuẩn đấy nha. Đấy, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật là nó phải nằm như thế này các anh em. Đó, các anh em mình thấy không, cái lượng nhớt á thì nó phải nằm trong cái khoảng này. Đấy, khoảng 1/3 bánh rạc là ok ha. Đó, nhiều anh em mình không biết, chúng ta cứ để xoay như thế này, chúng ta đổ vô đây, ta xoay như thế này, chúng ta đều đổ vô này. Đấy, đó, nhiều anh em cứ để như thế này thấu ra rồi, rồi sau đó chúng ta châm nhớt vô, thấy nhớt tròn ra là ok. Như thế này là một cái phương pháp chúng ta đang lạm dụng và chúng ta đang làm sai ha. Về nguyên tắc bôi trơn bánh rang thì nó chỉ cần 1/3 bánh rang ngập trong nhớt là ok rồi ha. Chúng ta việc chúng ta đổ nhớt quá nhiều thì dẫn đến là cây cầu chúng ta nó sẽ mau nóng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó dễ bị hư phết lầm kín, dẫn đến là xe chúng ta dễ bị rò rỉ nhớt ha.
Đó, đó là cái điều nhược điểm khi mà chúng ta bảo dưỡng mà không đúng kỹ thuật ha. Rồi, hy vọng rằng là cái video này ngắn thôi nhưng mà sẽ hữu ích cho tất cả anh em là chủ doanh nghiệp và tất cả các anh em là lái xe ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau.